Được đấy chị ạ. Trong cái khoảnh khắc xúc động như này thì là một người gắn bó với Huyền từ những cái ngày đầu tiên, thì anh muốn chia sẻ điều gì? Vẫn biết là đến có những cái giây phút như thế này, nhưng mà thầy trò cũng không giữ được cái cảm xúc mà phải chia tay nhau. Đặc biệt là đối với tôi 15 năm gắn bó với Huyền, phải nói là buồn vui lẫn lộn tất cả những cái thành tích mà Huyền đạt được cho đến ngày hôm nay. Huyền cũng vẫn ở một ở tâm thế cao đối với cuộc đời vận động viên, nhưng mà cuộc chơi nào rồi cũng có lúc tàn, cho nên là đối với Huyền thì tuổi cũng đã lớn và đã đi chuẩn bị cho một cuộc sống mới, là cương vị tiếp theo của Huyền là huấn luyện viên và chăm sóc cho gia đình nhỏ. Thì tôi nghĩ là đối với Huyền thì là đây, khoảng khắc này cũng là khoảng khắc mà có thể chia tay được với sự nghiệp mà vận động viên, cũng là xứng đáng và cũng đang ở một cái tâm thế cao. Cho nên là tôi ngoài cái nỗi cái cảm xúc mà chia tay, thì tôi vẫn có một cái niềm tự hào nhất định đối với lại một cô trò có một bề dày thành tích mà thầy trò đã cùng nhau vun đắp. Một lời dành cho người thầy của mình thì Huyền muốn nói đó là thực ra là bao nhiêu năm thì bản thân Huyền cũng kiểu là một người kiểu cũng không bày tỏ quá nhiều những cái tình cảm mà dành cho thầy. Thì qua đây thì Huyền cũng muốn cảm ơn thầy sâu sắc, biết ơn cả cuộc đời này. Nếu mà không có thầy thì cũng sẽ không có Huyền của ngày hôm nay. Không có thầy thì cũng không có Huyền có một cuộc sống hay là gia đình hay sự nghiệp. Thì Huyền vô cùng biết ơn, Huyền cũng rất là buồn. Thực sự là rất là xúc động. 15 năm, ngày nào Hồng cũng thấy bác như là một người cha gọi mình, kiểu là hàng ngày lúc nào cũng nhìn thấy. Và thực sự là sau này cũng đã gặp thôi, nhưng mà cũng rất là ít cái khoảng thời gian sẽ gặp nhau, kiểu gắn bó với nhau hai bác cháu, như kiểu bác còn có khi còn chăm Huyền hơn là một người cha, chăm từng bữa ăn giấc ngủ, mà đặc biệt những cái lúc mà Huyền ốm, bác sắc từng nồi thuốc, lúc đau dạ dày bác sắc từng nồi thuốc để cho Huyền uống. Thì Huyền chỉ muốn rất là cảm xúc và biết ơn bác trong cuộc đời này luôn. Một lời chia tay đẹp trong sự nghiệp thi đấu của mình khi Huyền giành huy chương vàng ở giải vô địch quốc gia ở nội dung sở trường là 400m vượt rào của mình. Lúc này Huyền muốn nói điều gì với khán giả, những người hâm mộ thể thao Việt Nam, những người hâm mộ Điền Kinh, yêu Điền Kinh và hâm mộ Huyền bấy lâu nay? Huyền gửi cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người hâm mộ thể thao Điền Kinh, đặc biệt là dành rất nhiều, các bạn đã dành tình cảm cho Huyền cũng quãng thời gian qua, những cái lúc mà Huyền thành công,
Và đặc biệt lúc Huyền mà những thành tích không được tốt thì mọi người luôn bên cạnh động viên Huyền. Và để có thể thành tích này thì Huyền luôn dành tặng tất cả những cái thành tích của Huyền cho những người hâm mộ. Cảm ơn hai thầy cháu.